lên hàng các bạn ơi. Cũng được rồi. Cái này bỏ giỏ được rồi. Bự hơn xíu rồi đó. Bự hơn xíu rồi. Tự đựng nữa à. Cái cá gì bự mệt chứ hả? Châu, mà châu mệt trời. Đi đưa cá mệt chứ. Hài thì. Mẹ. Ê, có mồi giờ quăng chưa? Mà bằng thiếu còn có cái cục gì ấy. Đó dạng bát coi nha. Đồ chơi à. Đãi ta. Trời, chúng ngủ rồi đó. Cần các bạn ơi. Đó, bây giờ vậy nè, thấy chưa? Câu sáng với câu đỏ không thấy đó. Không biết, câu đỏ trốn đâu rồi á. Đi theo nó luôn rồi. Thôi nhé, cặn lại. Ai. Bạn ơi, bây giờ được quăng cần cá trôi các bạn ơi. Đây. Đó, bơm nổi nha. Bây giờ là tới giờ bắt bơm nha các bạn. Ok, ok. Đứng thế vô, đó. Cần ra. Quất. Ráng mà kiếm chứ. Quất. Ồ, trời ơi. Quá kìa, quá kìa. Quá kìa. Đi cũng dữ thiệt cái chứ.
Đây mời bắt cá lớn nha. Đây. Chạy dài vô 1,5 m. Đó. Càng dài càng ok. Đưa cần ra. Ok ok. Bỏ máy ra con chạy. Đó, chuẩn chưa? Chờ đợi kết quả nào. Ok các bạn, chờ đợi kết quả nha. Đến hàng các bạn ơi. Con này lớn nè. Giờ các bạn. Từ, giờ đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Nghe chứ. Trời ơi. Rồi cũng lượng con này đó. Đúng được. Cũng định coi con này mà. Luôn. Mè các bạn ơi. Mình có thử coi con mè này bao nhiêu ký các bạn ơi. Chờ bả luôn nè. Đã chưa? Đây mình cũng vỏ cho bạn cảnh. Mình đủ rất vỏ. Đây các bạn ơi. Con mè các bạn ơi. Nè. Đây. 1 ký 2. 1 ký 2 15. Đây các bạn, đây nha. Nè. Nó hơi mờ các bạn ơi. Không biết sao quá. 1 ký 2 15 nha, ok nha. Đánh cá nha. Vui rồi, to nhỏ gì. Nằm ngang nữa. Nằm ngang nữa chứ. Nằm ngang nữa hả? Bằng con nãy nằm ngang. Đừng cầm đến cá bự nữa. Trời. Có mè nhỏ các bạn ơi. Cá là vui rồi. Cá là vui rồi các bạn ơi. Để coi được con mè mè trắng cũng nhỏ thôi, không to gì mấy. Có cá là vui các bạn ơi. Đây đấy đấy, có hàng mình sẽ review tiếp. Lên cá các bạn ơi. Nhỏ cái gì, dở cần luôn mà nhỏ gì nữa. Nhỏ nội tôi nhỏ. Nhìn nè. Trời ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Không nhỏ rồi bạn ơi. Bạn không? Không giống nhỏ rồi bạn ơi. Chậm lúc nãy á. Anh chậm rồi. Chưa, phim bòi biết rồi, phim nóng biết rồi. Hơi bị to bạn ơi. Cũng được á, không nhỏ đâu. Kìa. Yeah. Cá các bạn ơi. Có mè. Hài thiệt cái chứ. Trời ơi, hai lưỡi luôn. Vậy thôi xảy.
Đây các bạn, có mè nha, ok nha. Hôm nay là đủ đại cá nha các bạn. Ok, ok. Lên luôn. Lên luôn. Là gì lên? Cái rồi. Cái nào nữa? Cái bể hả? Ừ. Đợi xíu, đợi xíu. Thì đợi xíu mà đang nó đang ăn. Để cho nó mất, để nó phao rồi lên. Ăn nữa các bạn ơi. Thêm cây ăn nữa kìa. Rồi dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Lên hàng luôn các bạn ơi. Cá này chắc nó nhỏ thôi. Bóp cái mồi lên kia cho mình cái. Chạy chuông nha. Ừ. Các bạn ơi, con này nó vẫn chưa làm giấy khai sinh được. Nó chưa làm giấy khai sinh được. Cái kết của nó là như là hả? Nó chưa làm giấy khai sinh được. Thông cảm.